Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Mai Hoa, năm nay mình 16 tuổi. Mình mới kết thúc học kỳ 1 tại Việt Nam. Ba mẹ có ý định cho qua bên New Zealand học và đã nộp hồ sơ tại Tân Đại Dương, nhận visa. Sắp tới đây mình sắp được vào New Zealand học, họ tiếp học kỳ 2 tại đó. Gia đình mình đã nhờ chị Huệ làm hồ sơ cho mình đi. Vì trước đó chị Huệ đã làm hồ sơ cho chị gái của mình đi và đã thành công. Nên gia đình mình đã tiếp tục nhờ chị Huệ giúp đỡ cho mình có visa để đi du học. Và cha mẹ mình cũng đã nhờ chị Huệ giúp cha mẹ để có visa để đi du lịch New Zealand và có thể đi cùng với mình. Trong quá trình làm visa có những thiếu sót thì chị Huệ đều hỗ trợ nhiệt tình và giúp đỡ gia đình mình rất nhiều. Chị Huệ làm việc rất là chu đáo, tận tình. Cảm ơn chị Huệ, cảm ơn Tân Đại Dương. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng có lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.